Hey ya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Đây là trích đoạn trong bài viết Ngành tâm lý, thấu hiểu cuộc đời qua nhiều cuộc đời. Trong sách Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Bạn có thể tìm hiểu link mua sách chúng mình gắn ở trong phần mô tả nhé. Khách mời phỏng vấn trong bài viết lần này là Nguyễn Hà Thành, là một chuyên gia tâm lý, đồng sáng lập đường dây nóng Ngày Mai và là nhà quản lý giáo dục của tổ chức giáo dục FPT Education. Trở thành nhà trị liệu không phải là lối đi duy nhất. Tâm lý học là một ngành chứ không phải là một nghề. Chính vì vậy, trị liệu tâm lý chỉ là một lựa chọn mà bạn có thể tham khảo trong rất là nhiều lựa chọn khác nhau từ ngành này. Thực tế, số lượng người học ngành tâm lý và trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý không có nhiều. Vậy nếu không làm trị liệu tâm lý thì có thể làm những công việc gì và liệu nó có quá khó để làm tốt hay không? Thứ nhất, lĩnh vực giáo dục là một mảng khá là hấp dẫn nha. Trở thành nhà tâm lý học đường, nhà tâm lý thể thao và giáo dục, giảng viên kỹ năng mềm là một lựa chọn không hề tồi với những ai muốn theo đuổi ngành tâm lý. Trên hành trình gần 20 năm, với từng bước đi nhỏ, tôi đã trải qua rất nhiều vị trí công việc khác nhau và mỗi công việc lại cho tôi những trải nghiệm và giá trị quý giá khác nhau. Ngoài tư vấn tâm lý, tôi cũng là một giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại trường đại học. Tôi giảng dạy môn Business Communication, giao tiếp trong công việc và từng giữ vai trò trưởng bộ môn Soft Skill, kỹ năng mềm. Hiện tại, tôi cũng là một người làm quản lý giáo dục, phụ trách mảng hợp tác quốc tế và chương trình phát triển cá nhân tại Đại học FPT. Các môn học kỹ năng mềm có thể kể đến như là giao tiếp trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình hay chương trình phát triển kỹ năng giúp mọi người hiểu các năng lực vượt trội, những điểm tối ưu và cả những hạn chế của bản thân hơn. Các bộ môn, các hoạt động này thúc đẩy việc phát triển các kỹ năng cho thanh niên, rất gần với khía cạnh tâm lý mà tôi nghiên cứu và cũng gần với các lứa tuổi mà tôi quan tâm, hỗ trợ với tư cách là chuyên gia tâm lý. Thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spy Room. Thứ hai, bạn có thể trở thành nhà tâm lý học, nhà tư vấn tuyển dụng, nhân viên bộ phận nhân sự hay chuyên gia nghiên cứu thị trường, làm về tâm lý hành vi tổ chức, tâm lý học lao động, tâm lý ngành công nghiệp, dịch vụ, quản trị kinh doanh. Đây là những khía cạnh vô cùng quan trọng và có hướng đi rõ nét ở nước ngoài, song chưa thực sự chú trọng phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, nó là xu hướng tất yếu, sớm muộn thì cũng gắn với thời đại, mở ra những công việc mới. Đặc biệt là những tập đoàn, công ty lớn, họ rất quan tâm đến tâm lý hành vi tổ chức và tâm lý học lao động. Ví dụ, nếu không gian bên trong nhà máy lạnh lẽo, toàn ánh sáng trắng sẽ khiến cho người lao động nhanh chóng mệt mỏi, căng thẳng nếu làm việc liên tục, kéo dài và không có thời gian ngưng nghỉ hợp lý. Để đảm bảo sức khỏe và chất lượng công việc của người lao động, các công ty thường quan tâm đến việc sử dụng ánh sáng như thế nào cho hợp lý, thuận tiện, các thao tác giúp nhân viên làm việc cả ngày mà không quá mệt mỏi, thời gian làm và nghỉ hợp lý để đảm bảo hiệu suất công việc. Họ sẽ có bộ phận nghiên cứu và đề xuất để tạo ra được môi trường làm việc hiệu quả nhất. Đơn cử như là tập đoàn Samsung chẳng hạn, họ có viện nghiên cứu tâm lý đặt tại Seoul và tại các nhà máy luôn có các chuyên gia tâm lý hỗ trợ người lao động. Nhà tâm lý xã hội sẽ giữ vai trò rất quan trọng về khía cạnh hành vi tổ chức, các vấn đề trong doanh nghiệp hoặc đời sống công nghiệp. Vì sao giữa hai công ty với mức lương và chế độ đãi ngộ tương đương, người ta lại chọn làm việc ở công ty này mà lại không phải là công ty kia? Hay tại sao công ty được cho là có chế độ đãi ngộ tốt nhưng mà nhân viên vẫn nhất quyết bỏ việc? Những điều này liên quan nhiều đến bầu không khí trong doanh nghiệp, áp lực trong công việc, quan hệ tương hỗ liên cá nhân trong tổ chức hay các yếu tố tương tác, làm việc nhóm, ra quyết định, quyền lực của lãnh đạo. Trong những ngành sáng tạo hay là dịch vụ, tâm lý học cũng đóng một vai trò quan trọng. Khi thiết kế một chiếc xe hơi, màu sắc nào được yêu thích hơn? Chất liệu nào trong thiết kế nội thất khiến cho người ta chạm vào và cảm thấy hạnh phúc? Hay là chuyện bạn mở một quán cà phê chẳng hạn, nhưng mà cái không gian tương đối hạn chế,
bạn không thể đón tiếp những vị khách ngồi lâu, thì bạn sẽ chọn những chiếc ghế cứng. Ngược lại, muốn khách hàng cảm thấy quán dễ chịu, thoải mái như ở nhà, bạn cần phải tạo ra không gian mở, xanh, mát, có chỗ ngồi dễ chịu, êm ái để người ta có xu hướng ngồi lại lâu hơn. Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh về kinh tế. Điều này tác động đến nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, theo những chiều kích khác nhau. Ngành tâm lý cũng không phải là ngoại lệ. Mức lương trong ngành này sẽ phụ thuộc vào nhiều tổ chức mà bạn đang làm việc. Nếu làm nhà tư vấn tâm lý cho một trường học công lập, bạn sẽ nhận mức lương tương tự như là nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội trong trường học theo quy định của nhà nước. Nếu bạn làm chuyên gia tâm lý trong một tổ chức quốc tế, bạn sẽ được trả mức lương chuyên gia. Theo quy định của Liên Hợp Quốc, mức lương chuyên gia sẽ rơi vào khoảng 300 đô la một ngày. Nếu làm trong một tập đoàn lớn, bạn có thể nhận mức lương khoảng 15 đến 20 triệu một tháng. Thậm chí, những nhà tâm lý độc lập có những mức thu nhập khác nhau. Một session trị liệu của người này trong 1 đến 1,5 tiếng, khoảng giá có thể 1 triệu đến 2 triệu đồng. Nhưng với người khác, có thể chỉ 200.000 đồng. Cũng có nhiều bạn trẻ làm miễn phí trong giai đoạn đầu để trau dồi kinh nghiệm. Khi quy chiếu với tất cả ngành nghề và mức lương tại Việt Nam và các quốc gia phát triển, chúng ta sẽ thấy một khoảng cách. Lương bác sĩ ở Việt Nam khác xa với lương bác sĩ ở châu Âu hay là Bắc Mỹ. Nhà tâm lý, luật sư, giáo viên, kỹ sư công nghệ thông tin, kể cả người mẫu, ca sĩ, diễn viên cũng như vậy. Bù lại, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam lại thấp hơn. So sánh như vậy để ta nhìn ra vấn đề theo hướng đa chiều và phát triển hơn, không phải là để e dè, ngần ngại tham gia thị trường nghề nghiệp. Bạn sinh ra ở đâu, nền văn hóa nơi đó thuộc về bạn. Nên dù đất nước vẫn còn những khoảng cách nhất định về kỳ vọng, ta cũng không vì thế mà không làm việc. Hãy dấn thân và cống hiến nếu bạn làm việc mà mình thực sự đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Nhìn một cách lạc quan, ngành tâm lý đang có thế hệ trẻ đầy tiềm năng. Tôi đánh giá rất cao các bạn trẻ theo ngành tâm lý học hiện nay. Theo dõi trong 10 năm trở lại đây, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành tâm lý học luôn có điểm đầu vào, thuộc nhóm cao nhất. Chưa kể là hiện nay, nhiều gia đình có điều kiện đã đầu tư cho con em du học chuyên ngành này ở nước ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ chỉ tầm 5 đến 10 năm nữa thôi, khi mà xã hội quan tâm hơn đến lĩnh vực tâm lý và thế hệ trẻ hiện nay đã đủ độ chín, chúng ta sẽ có một lực lượng chuyên gia chất lượng cho xã hội. Nếu như nói các bạn còn quá trẻ để theo đuổi ngành tâm lý và đây là một điểm yếu thì cũng không hẳn. Ai chẳng có một thời trẻ. Với tôi, người trẻ có những điều mà một nhà tâm lý dày dặn kinh nghiệm không có được. Đó chính là tuổi trẻ của các em. Điều thú vị trong công việc của một nhà tâm lý là bạn được đi song hành với những cuộc sống khác nhau để hiểu về họ trong một đoạn đời quan trọng. Dù ở đó, có lẽ đau khổ nhiều hơn là niềm vui. Bạn có thể thấy những nỗi đau và khúc mắc bên trong một con người được che giấu hoàn hảo bởi vẻ bề ngoài. Một người giàu có, địa vị xã hội cao, được người người ngưỡng mộ, ngước nhìn. Nhưng bên trong họ có thể chứa đầy đau khổ. Ngược lại, một người tuy trông có vẻ vất vả hơn, làm lao động chân tay nhiều hơn, nhưng có thể luôn luôn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc, tròn đầy với con người bên trong. Mỗi người đều có những cuộc hành trình khác nhau để thực sự trưởng thành, thấu hiểu bản thân. Chính trên hành trình song hành cùng nhiều cuộc đời ấy, nhà tâm lý cũng có thể gặp những vấn đề của riêng bản thân mà không nhận ra, cũng có cơ chế vùi lấp, dồn nén nỗi đau. Khi nhà tâm lý bắt gặp hình ảnh của họ trong một thân chủ, họ sẽ bừng tỉnh, nhận ra mình cũng có vấn đề này, có lẽ mình cần nói chuyện với một đồng nghiệp, giúp người và cũng như là giúp chính mình vậy. Thế đấy, được nhìn thấy những con người mà nhờ có bạn, họ sống một cuộc đời tốt hơn, được thấy bản thân trưởng thành và thấu hiểu hơn qua năm tháng. Ngành tâm lý học cũng đáng để theo đuổi lắm chứ. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì đừng quên nhấn vào link ở trong phần mô tả để mua sách Người trong nghề ngành xã hội và nhân văn có gì ngay nhé. Còn mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.